Mừng anh em quay trở lại bản tin sức khỏe. Anh em nghe rõ, đặt bàn thờ chỗ này bảo sao mãi nghèo. Tổ tiên nhắc kỹ, 5 vị trí đại kỵ không đặt bàn thờ bảo sao thờ cúng mãi nghèo vẫn hoàn nghèo. Theo quan niệm phong thủy, có 5 vị trí bạn tuyệt đối không được đặt bàn thờ, kẻo tài lộc khánh kiệt, rước vận xui cho cả nhà. Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong gia đình. Đây là nơi thờ tự thần Phật, những người thân đã khuất. Cũng chính vì thế, khi bài trí bàn thờ cần chú ý tuyệt đối tới vị trí, nếu không có thể phạm phải đại kỵ hại cả nhà. Có 5 vị trí tuyệt đối không để bàn thờ bạn cần biết. Thứ nhất, không đặt bàn thờ ngược với hướng của ngôi nhà. Một trong những vị trí kiêng kỵ khi đặt bàn thờ mà nhiều người mắc phải đó là đặt bàn thờ ngược với hướng của căn nhà. Trong quan niệm phong thủy, đặt bàn thờ như vậy sẽ gây ra âm dương tương phản, tài vận bị hao hụt, thậm chí làm ảnh hưởng đến cả loài giống trong gia đình. Vì vậy, nên đặt bàn thờ cùng hướng với ngôi nhà. Để bàn thờ dưới xà ngang, gầm cầu thang. Thầy phong thủy nhắc, ba thứ đặt trên bàn thờ tưởng giàu sang nhưng lại hao tài tốn của, nhiều nhà mắc tránh ngay. Thời nay khi kinh tế gia đình ngày càng tốt lên thì nhiều người ngày càng muốn trưng bày bàn thờ đẹp thẩm mỹ mà không biết rằng có nhiều thứ đồ bày bán ngoài kia lại không hợp phong thủy cho thờ cúng. Bàn thờ không chỉ cần thẩm mỹ mà phải hợp phong thủy và phải hiểu về phong thủy thờ cúng mới mang lại tài lộc may mắn cho gia đình. Thế nhưng nhiều gia đình mua đồ tốn kém và trông rất sang trọng nhưng lại không hợp phong thủy, khiến hao tài tốn lộc và động vào gia tiên mà không biết. Do đó có ba thứ rất nhiều gia đình thích thể hiện sự sang trọng nhưng lại không mang lại may mắn theo phong thủy và không tốt cho thờ cúng. Chúng ta cần chú ý ngay. Thứ nhất, nhiều đồ thờ cúng bằng đồng trên bàn thờ. Bàn thờ là nơi thờ gia tiên và được xem là âm phần trong gia đình. Đồ đồng có ưu điểm là độ bền cao và trông thẩm mỹ sang trọng. Nhưng đồ đồng để lâu có thể xỉn màu. Hơn nữa, đồ đồng mang yếu tố kim mạnh nên không hợp cho khu vực thờ gia tiên. Đồ đồng nhiều cũng làm mất cân bằng ngũ hành trên bàn thờ gia tiên. Do đó, nếu bạn trưng bày nhiều đồ đồng trên bàn thờ sẽ làm mất cân bằng âm dương ngũ hành và làm phạm phong thủy gia tiên khó an nghỉ. Điều đó vô tình làm hao tổn tài lộc, sa sút làm ăn mà không biết. Đồ đồng mang tính thẩm mỹ cao nhưng về tính phong thủy thì lại không đảm bảo. Do đó bạn nên biết tiết chế đồ bằng đồng trên bàn thờ, nhất là bàn thờ gia tiên. Chân hương vòng. Chân hương vòng thể hiện sự hoành tráng trong đốt hương thắp nhang. Thế nhưng chân hương vòng có phần bằng sắt và lại là chân nhọn chọc thẳng vào bát hương. Xét về phong thủy, điều đó rất không tốt cho thờ cúng gia tiên. Thứ nhất, đồ kim loại không tốt tạo sát khí khu vực thờ. Thứ hai, chọc thẳng chân hương vào bát hương là sự động bát hương nên khiến gia tiên không yên nghỉ. Điều đó không chỉ làm ảnh hưởng tài vận mà còn khiến gia chủ đau ốm triền miên, đau đầu không dứt mà không rõ lý do. Trong thờ cúng, chân hương vòng thường được chỉ dùng tại chùa, đình, miếu, phủ. Nên nhiều người thấy tại nơi thờ tôn giáo có chân hương vòng thì cũng mang về cắm vào bát hương gia đình để thờ. Đốt hương vòng sẽ lâu, phải thay hương hơn hương lén. Tuy nhiên điều đó không hợp với gia tiên. Đạo hành của gia tiên và thần Phật khác nhau nên không thể áp dụng mọi thứ ở nơi thờ tôn giáo về nhà. Do vậy bạn không nên dùng chân hương vòng trong bát hương gia tiên. Nếu muốn đốt hương vòng, nên đặt một cây nhan hương vòng vào đĩa riêng để ngoài và thắp hương. Hoa quả giả cắm trang trí trên bàn thờ. Nhiều gia đình muốn bàn thờ nhà mình lúc nào cũng tươi tắn, rực rỡ nên trang trí hoa giả, quả giả. Thực ra nếu bạn có thể thường xuyên hoa nước thắp hương cho gia tiên thì tốt, không thì thắp mùng 1 hôm rằm là được. Còn không thắp được thì không cần bày hoa quả giả, vì đó là đại kỵ phong thủy bàn thờ. Bàn thờ cần trang trọng và tránh mang đồ giả tới. Đồ giả mang năng lượng xấu và lại không bày tỏ được sự trang trọng tôn kính tổ tiên của con cháu. Thờ đồ giả trên bàn thờ sẽ khiến tài lộc hao tổn, tiền bạc đội lón ra đi. Bàn thờ những ngày thường chỉ cần đảm bảo sạch sẽ, không bị lắng bị gió tạt vào gây tổn hại linh khí là được. Còn lại tránh đặt các thứ đồ giả lên bàn thờ thắp hương các cụ. 5 vị trí đại kỵ không đặt bàn thờ. Thứ tiếp theo đó chính là để bàn thờ dưới xà ngang gầm cầu thang. Xà ngang gầm cầu thang đè lên bàn thờ là điều kiêng kỵ nghiêm trọng trong phong thủy bàn thờ, tạo lên cảm giác đè lén áp lực, đặc biệt bàn thờ lại là nơi yên nghỉ của tổ tiên ông bà, khiến gia đình không chỉ thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe mà còn dễ bị tài tán, thương tật ở lưng ảnh hưởng đến vận khí.
không đặt ban thờ cạnh những nơi thiếu sạch sẽ. Chắc hẳn nhiều người cũng biết vị trí không nên đặt ban thờ là những nơi ô uế, không được sạch sẽ, ví dụ như đặt cạnh phòng bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh. Vì những nơi này thiếu đi không khí trang nghiêm, giống như việc bạn không tôn trọng đến sự hiện diện của các vị thần cũng như ông bà tổ tiên. Để bàn thờ gần bếp, gần nhà vệ sinh hoặc nhà tắm. Bàn thờ là khu vực linh thiêng nên tránh hoàn toàn việc đặt gần nhà vệ sinh, nơi có du khí như thùng rác, chuồng gà, lợn, khiến tạp khí ảnh hưởng đến nơi tâm linh hội tụ linh khí của gia đình. Nếu phạm phải đại kỵ này, gia đình dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, dễ bệnh tật khó chữa, lâu khỏi, công việc cũng như cuộc sống dễ gặp nhiều xui xẻo. Để bàn thờ trong phòng ngủ. Bàn thờ kỵ nhất để trong phòng ngủ, bởi nơi phòng ngủ là không gian riêng tư, sinh hoạt cá nhân, trong khi đó nơi đặt ban thờ phải là nơi trang nghiêm, tôn kính. Điều này dễ phạm vào tội bất kính. Nếu là phòng ngủ vợ chồng gia chủ, dễ khiến tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo, khó hòa thuận. Ngoài ra, cần chú ý những điểm sau khi kê ban thờ. Không đặt bàn thờ cạnh những nơi thiếu sạch sẽ. Chắc hẳn nhiều người cũng biết vị trí không nên đặt bàn thờ là những nơi ô uế, không được sạch sẽ, ví dụ như đặt cạnh phòng bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh. Vì những nơi này thiếu đi không khí trang nghiêm, giống như việc bạn không tôn trọng đến sự hiện diện của các vị thần linh và ông bà tổ tiên. Không tự ý thay đổi vị trí của bàn thờ. Thay đổi vị trí bàn thờ quá nhiều cũng không phải điều nên làm vì đã phạm phải phong thủy phòng thờ. Làm như thế khiến cho bàn thờ bị động và người trong nhà sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối. Các thành viên không hòa thuận vui vẻ với nhau. Nếu trong trường hợp đặc biệt phải di chuyển ban thờ thì cần thắp hương xin phép bề trên. Bàn thờ không đặt ở nơi có gió và ánh nắng quá nhiều. Theo phong thủy, gió và ánh nắng mặt trời sẽ mang nhiều dương khí, không phù hợp với những không gian thờ cúng tịnh tâm. Nếu bạn sợ không đủ ánh sáng thì có thể sử dụng những loại đèn trang trí, phòng thờ đẹp mà vẫn giữ được sự trang nghiêm. Hướng bàn thờ không nên đặt ở các cung xấu, tương tự như cách chọn hướng kê giường ngủ theo tuổi. Hướng đặt bàn thờ theo mệnh của gia chủ cần phù hợp với nhau. Có như vậy con đường sự nghiệp với rộng mở và mang lại nhiều hạnh phúc, nên tránh những cung xấu vì nếu bạn phạm phải gia đình sẽ lục đục thị phi khó lường. Cuối cùng, chúc bạn và gia đình giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc nhé.